Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều niềm vui và tràn ngập hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Thuật Thể Thao. Và trước khi đến với chương trình lịch thi đấu Asian Cup ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video chất lượng hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup ngày hôm nay thì sẽ ra hai trận đấu tiếp theo, hai lượt trận tiếp theo của bảng F môn bóng đá Asian Cup 2023. Thì vào lúc 21:30 Oman sẽ so tài với Thái Lan. Vào lúc 0:30 ngày 22 tháng 1 thì Kyrgyzstan đối đầu với Saudi Arabia. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi nhận định qua một chút về hai trận đấu này. Ở trận đấu giữa Oman với Thái Lan thì chúng ta biết rằng ở lượt trận ra quân ý, Oman đã chơi rất là quyết tâm và một tinh thần chiến đấu có thể nói rằng là rất là cuột cường trước Saudi Arabia. Và đội bóng này suýt chút nữa đã có được điểm ở trận đấu ra quân, nhưng mà tiếc rằng họ đã nhận thất bại ở cái phút bù giờ và khiến cho họ không thể nào mà có được điểm. Và là cái thất bại đó là cái thất bại mà rất là đáng tiếc của Oman, vì trong cái trận đấu đó thì Oman đã chơi với một cái tinh thần và quyết tâm rất là cao, chỉ nhận cái bàn thua ở phút 90 cộng 6 mà thôi. Và có thể nói rằng là sau cái thất bại đó ấy, thì là một điều đáng tiếc đối với Oman. Và với những gì mà Oman thể hiện ở trận đấu với Saudi Arabia thì đội bóng này cho thấy được cái năng lực rất tốt mình, bởi vì chúng ta biết rằng là Saudi Arabia là cái đối thủ mà là ứng cử viên nặng ký cho cái chức vô địch ở giải đấu năm nay. Như huấn luyện viên Philippe Chuyer đã xếp Saudi Arabia là một trong cái 4 đội mà có cái cơ hội vô địch ở giải đấu năm nay. Và trên thực tế thì cái chất lượng đội hình của Saudi Arabia là rất mạnh. Vì vậy Oman đã thể hiện được cái lối đá khó chịu đó thì cũng cho thấy được rằng cái năng lực của Oman. Thì trong cái đó đối thủ của Oman ở trận đấu này đó là Thái Lan. Thái Lan chúng ta biết rằng ở lượt trận giao quân trong cái bối cảnh mà ba đại diện của Đông Nam Á trước đó, đó là Việt Nam, đó là Malaysia và Indonesia đều nhận thất bại, thì Thái Lan đã có chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan. Và cái chiến thắng này giúp cho đội tuyển Thái Lan có một khởi đầu nói như mơ ở cái bảng đấu này, và họ đang tạm dẫn đầu bảng đấu của họ nhờ hơn Saudi Arabia về cái chỉ số hiệu số. Thì với chiến thắng trước Kyrgyzstan thì nó đã tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho đội tuyển Thái Lan rất là nhiều, vì chúng ta biết rằng là Thái Lan bao giờ mấy năm trở đây và cái nền bóng đá Thái Lan thì bao giờ là được đánh giá là anh cả khu vực Đông Nam Á, và họ đã thể hiện được cái lối chơi rất là đỉnh đạt trước Kyrgyzstan. Và cái chiến thắng 2-0 của họ là chiến thắng rất thuyết phục với khả năng trước cơ hội và ghi bàn có thể nói rằng là rất là tuyệt vời. Supachai, một cầu thủ ngày xưa khi mà khoác áo U23 Việt Nam cũng đã đối đầu với Việt Nam và cũng đã thua rất là nhiều lần, bị ăn thẻ đỏ của Đình Trọng đấy. Thì chúng ta thấy rằng là với những gì mà Thái Lan thể hiện ở trận đấu với Kyrgyzstan thì cho thấy được cái tín hiệu rất tích cực của voi chiến. Nhưng mà để mà nói là Thái Lan có thể giành được chiến thắng trước Oman thì chúng ta cần phải xét rõ hơn một chút về năng lực của hai đội bóng này. Thì ở thời điểm hiện tại cái giá trị đội hình của Oman là 9 triệu euro, của Thái Lan là 10,05. Thái Lan có 4 cầu thủ chơi bóng nước ngoài, còn Oman là 2. Thì cái sự chênh lệch này nó là không nhiều. Còn trên bảng xếp hạng FIFA thì Oman thứ hạng cao hơn cả Thái Lan, Oman còn cao hơn cả Việt Nam cơ. Vì vậy là cái thứ hạng FIFA là Oman được đánh giá là cao hơn. Và chất lượng hình của Thái Lan của Oman thì mình đánh giá cũng nhỉnh hơn Thái Lan một chút. Và với những gì họ thể hiện ở trận đấu với Saudi Arabia thì mình vẫn đánh giá Oman nhỉnh hơn Thái Lan. Và cái lịch sử đối đầu của Thái Lan với Oman cũng đang nghiêng về phía Oman, vì trong 7 lần so tài gần đây nhất ý, thì Oman giành chiến thắng tới 4 trận và 3 thất bại, tức là hai đội bóng này chưa hòa nhau lần nào cả. Thì không ngoại trừ khả năng đây là sẽ là trận hòa đầu tiên trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này đâu. Thì đây là chúng ta cùng chờ xem. Nhưng còn với cá nhân Thuật Thể Thao đánh giá, đây là trận đấu mà Oman họ sẽ làm tất cả để mà giành điểm ở chỗ này. Vì nếu như không giành điểm được trước Thái Lan, không giành điểm trước Thái Lan là Oman bị loại đấy. Bây giờ họ phải ít nhất là có một điểm trước Thái Lan, sau đó sẽ đối đầu với Kyrgyzstan ở lượt trận cuối. Thì ở lượt trận cuối đó nếu như mà thắng được Kyrgyzstan và hòa Thái Lan thì 4 điểm là đi tiếp rồi. Nói chung ạ, 4 điểm là xét cái thành tích đứng thứ 3, có thành tích tốt nhất thì mình nghĩ rằng là đi tiếp chứ không vấn đề gì cả. Mà chưa chắc là Thái Lan đã có được kết quả tốt trước Saudi Arabia đâu. Nói chung là
Oman ở trận đấu này cần giành ít nhất một điểm. Nếu như họ thua Thái Lan họ sẽ bị loại. Còn nếu như muốn đi tiếp thì phải giành ít nhất một điểm. Còn Thái Lan nếu như muốn chắc suốt thì phải đánh bại Oman luôn để mà đỡ rắc rối ở những cái trận đấu tiếp theo. Còn để mà đánh bại Oman thì cũng hơi khó. Mình đánh giá là với cái năng lực hiện tại của Thái Lan thì một kết quả hòa trước Oman có lẽ là đủ, là đủ để giúp Thái Lan nuôi hy vọng đi tiếp, bởi vì ở lượt trận cuối họ gặp Saudi Arabia, đội bóng mạnh nhất ở bảng đấu này. Thì nói chung là thua tối thiểu thì vẫn có vé đi tiếp thôi, vì cái hiệu số của Thái Lan là ổn rồi, không vấn đề gì cả. Thì thể thao dự đoán trận đấu giữa Oman với Thái Lan có thể sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Trong đó thì trận đấu còn lại giữa Kyrgyzstan với Saudi Arabia thì đương nhiên rồi, mọi người, những ai mà thường xuyên theo dõi bóng đá thì biết rõ được rằng cái sức mạnh của Kyrgyzstan cũng như là Saudi Arabia là như thế nào. Kyrgyzstan thì cái giá trị đội hình là 6,28 triệu euro, còn Saudi Arabia là 23,15 triệu. Điều bất ngờ là Kyrgyzstan lại có tới 12 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Trong khi đó thì Saudi Arabia thì lại không có cầu thủ nào cả. Đấy, là một cái điều rất là nghịch lý. Nhưng mà cái giải đấu vô địch quốc gia của Saudi Arabia là rất mạnh. Họ có rất nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu chơi bóng tại đây. Cho nên là cái chất lượng cầu thủ của Saudi Arabia là rất tốt. Đấy. Saudi Arabia là những cái trường hợp hiếm hoi mà không có những cầu thủ chơi bóng nước ngoài, những đội tuyển quốc gia của họ rất là mạnh và có thể cạnh tranh chức vô địch với Nhật Bản, Hàn Quốc được. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Và với những cái gì mà Saudi Arabia thể hiện trước trận đấu Oman thì chúng ta thấy rằng là đội bóng này vẫn chưa nhuần nhuyễn, đá vẫn chưa nhuần nhuyễn đâu, vẫn có những khó khăn. Và gặp Kyrgyzstan ở thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để cho Saudi Arabia giành chiến thắng, vì trên thực tế thì họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Và với cái năng lực hiện tại thì mình đánh giá là nếu như Saudi Arabia mà cải thiện được cái khả năng của mình ấy thì đội bóng này sẽ có được chiến thắng ít nhất là 2 bàn cách biệt trước Kyrgyzstan. Bởi vì trên thực tế thì Kyrgyzstan cái năng lực thì cũng chỉ ngang với Việt Nam, với Thái Lan một chút thôi. Trận trước thì thua Thái Lan rồi, cái tinh thần đang đi xuống, và bây giờ đang muốn phải có được kết quả tốt ít nhất là một điểm. Vì nếu như thua thì cái cánh cửa đi tiếp của Saudi à của Kyrgyzstan cũng như là đóng sập. Đấy, sẽ rất khó vì trận cuối lại gặp Oman nữa. Đấy, thắng được, thua 2 trận, thắng 1 trận thì chưa chắc đã đi tiếp được đâu. Vì vậy là sẽ buộc phải có điểm trước Saudi Arabia, và khi đó thì đội bóng này phải dâng cao đội hình. Và nếu như khi mà phải dâng cao đội hình như vậy thì cái cơ hội để cho đối thủ phản công và để cho Saudi Arabia đá theo cách mà chuyển khai bóng nhanh thì lại rất dễ bị gãy. Thì mình dự đoán đây là trận đấu mà Saudi Arabia sẽ thể hiện được cái năng lực của mình để mà đánh bại được Kyrgyzstan. Tất nhiên trong đá vẫn có những bất ngờ mang tên Jordan, bất ngờ mang tên Iraq, nhưng mình đánh giá rằng với những cái đại diện họ gặp nhau thường xuyên như thế này thì không có cửa cho Oman đâu và cho Kyrgyzstan đâu. Vì 2 trận đấu gần nhất thì Kyrgyzstan thua Saudi Arabia và còn không ghi được bàn thắng nào, có để lọt lưới 5 bàn và không ghi được bàn thắng nào. 2 lần so tài gần nhất là không thắng được. Thì thể thao dự đoán là trận đấu ngày hôm nay thì Oman với Thái Lan hòa nhau, còn Saudi Arabia giành thắng trước Kyrgyzstan với cách biệt 2 bàn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của 2 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.